Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sàn Doji. Ngày hôm nay thì nhà sàn Doji tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần shop đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0317 707 398 để nhà sàn Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sàn Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần với tông màu đen. Em này sẽ có cho mình là thiết kế quần túi hộp. Mình có hai cái phần túi hộp vuông ở hai bên ống quần, thiết kế cũng rất là đẹp mắt với đầy đủ phần nắp, có miếng giá này, có khóa cẩn thận để các bác chúng ta được đồ mình không lo bị rơi bị mất. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã B162, chiều dài là 60, bụng là 68-84, đùi là 27 và ống là 24cm. Đây là một sản phẩm thích hợp cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 24-32 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Và thiết kế của sản phẩm, cái phần cạp sẽ là cạp chun co giãn tốt này và cũng có đầy đủ cúc khóa để cho quý chị chúng ta sử dụng. Độ mới thì lại còn rất là cao và với tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là em này phối đồ cực kỳ dễ dàng cho mình. Thiết kế quần cũng rất là trẻ trung năng động với mã sản phẩm sẽ là B162. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Giờ chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, một con quần short với tông màu xanh than. Em này có mã là B163, chiều dài là 50, bụng là 72, đùi là 27 và ống là 19cm. Với sản phẩm này thì size sẽ là size 26 này. Một em quần mặc lên rất là gọn gàng. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế xôn trơn đơn giản thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của nhà Decente. Ở đằng sau này chúng ta có một cái phần logo của thương hiệu làm rất là xịn sò ở mặt đằng sau luôn. Và mã của sản phẩm là B162, đầy đủ túi trước túi sau cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận cho mình. Chất liệu vải kaki mềm, mặc lên thoải mái dễ chịu. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con quần với cái form của mình, nó sẽ là một thiết kế quần gố này. Bác nào mà muốn mặc những cái form nó dài hơn một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này sẽ có mã là B164, chiều dài là 73, bụng là 70-100, đùi là 31 và ống là 24cm. Với sản phẩm này thì các bác mặc quần size từ 25-39 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cũng là một cái thiết kế cạp chun mặc lên thoải mái dễ chịu. Ở mặt đằng trước chúng ta có những cái thiết kế túi rộng rãi thoải mái này và dưới đây cũng có cái phần túi vuông và có khóa rất là cẩn thận để các bác chúng ta đựng đồ ở đây mình không lo là bị rơi bị mất. Độ mới thì lại còn rất là cao. Chất vải kaki mềm mặc lên thoải mái dễ chịu này. Em này sẽ là một cái chất liệu không co giãn. Các bác mặc lên đúng chuẩn form dáng của sản phẩm. Một sản phẩm quần mặc cực kỳ trẻ trung năng động cho quý chị để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Độ mới còn rất là cao luôn. Mã sẽ là B164. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây là một con quần với tông màu đỏ mật này. Bác nào mà muốn mặc những cái tông màu nó nổi bật một chút, chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này cũng là một cái thiết kế quần túi hộp này. Những cái dòng quần túi hộp thì bao giờ cái form dáng của nó trông cũng rất là trẻ trung năng động hơn rất là nhiều. Và mã của sản phẩm này sẽ là B165, chiều dài là 55, bụng là 70-86, đùi là 29 và ống là 22cm. Dành cho bác nào mặc quần size 25-33 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một thiết kế quần short cạp chun mặc thoải mái dễ chịu cho quý anh chị. Và đặc biệt là bên trong này còn có một cái dây đai để cho quý anh chị chúng ta điều chỉnh phần cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Độ mới của em này cũng còn rất là cao. Nhìn chung thì cũng là một sản phẩm quần basic đơn giản để các bác có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày. Mã của mình sẽ là B165. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay, một chiếc quần short với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Một sản phẩm quần basic đơn giản để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà. Cũng như là mình mặc đi ngủ sẽ rất là thoải mái dễ chịu. Mã B166, chiều dài là 51, bụng là 82-88, đùi là 30 và ống là 23cm. Size của sản phẩm sẽ từ 31-34 thì quý chị có thể là mặc vừa. Em này nhìn chung thì cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản thôi. Chúng ta có túi trước túi sau này và cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu vải mềm mịn và cũng rất là dày dặn để các bác mặc lên form dáng được chuẩn chỉnh. Mã của mình sẽ là B166.
166. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form giá của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con quần short với tông màu xanh rêu, một sản phẩm trông rất là năng động trẻ trung để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Đây cũng là một cái form quần ngố này. Bên trên phần cạp sẽ là cạp chun co giãn, có thêm một cái đai khóa để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp này sao cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Mã B167, chiều dài là 72, bụng là 80-96, đùi là 33 và ống là 22cm, dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 30-38. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế quần rất là trẻ trung năng động, với cái chất liệu của mình cũng là chất liệu kaki mềm hàng không co giãn. Các bác mặc lên form dáng chuẩn chỉ. Hai bên ống quần sẽ có cho mình hai cái phần túi vô vuông rộng rãi để quý chị chúng ta đựng đồ khi mà đi ra ngoài. Mã của mình sẽ là B167. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần với tông màu xanh than, một con quần với chất liệu vải mềm mịn, mặc thời tiết mùa hè thì cực kỳ mát cho quý chị luôn. Các bác có thể là đưa em này chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ngủ. Mã của sản phẩm sẽ là B168, chiều dài là 53, bụng là 90-98, đùi là 32 và ống là 27cm, size từ 35-38 này. Cái thiết kế cạp chun thì các bác yên tâm là mặc cực kỳ thoải mái dễ chịu rồi. Và cái sản phẩm của mình độ mới cũng còn rất là cao, thiết kế thể thao năng động để cho các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã B168. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm quần rất là màu sắc luôn. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm độc lạ một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã B169, chiều dài là 59, bụng là 72-110, đùi là 38 và ống là 32cm. Quý chị mặc quần size từ 26-44 thì chúng ta tự tin chúng ta đặt hàng em này. Cũng là một cái sản phẩm quần rộng rãi thoải mái, chất liệu vải mềm mịn thoáng mát, với cái phần cạp của mình là cạp chun co giãn cực kỳ tốt luôn. Bên trong có dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này. Mã B169 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì, form dáng cực kỳ rộng rãi luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, một em quần với cái tông tối màu cho bác nào đang tìm kiếm các cái sản phẩm quần big size này, quần size lớn và những cái thiết kế tối giản thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã của em này sẽ là B170, chiều dài là 51, bụng là 100-120, đùi là 37 và ống là 32cm, dành cho các bác mặc quần size lớn hơn size 39 là quý chị chúng ta có thể mặc được cái sản phẩm này. Có cái thiết kế phần cạp rất là rộng từ 100-120, các bác có thể là mặc vừa, chất liệu dày dặn lên form dáng cực kỳ đẹp cho mình. Và cái form của này cũng rất là rộng rãi thoải mái này, và cũng có cho quý chị các cái thiết kế túi chéo và túi ở đằng sau để các bác đựng ví, tiền, điện thoại nếu như mà chúng ta có đi ra ngoài. Mã B170. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một con quần kaki với tông màu nâu rêu, một em quần rất là nhã nhặn lịch sự. Mã của mình sẽ là B171, chiều dài là 51, bụng là 66-100, đùi là 35 và ống sẽ là 30cm. Một sản phẩm quần dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 23-39 thì bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của nhà Scratch Grill này. Đằng sau này chúng ta có một cái phần tem mác của thương hiệu, và sản phẩm của mình cũng đầy đủ túi trước túi sau cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Chất vải kaki mềm, và em này là một cái sản phẩm với form dáng rộng rãi để cho quý chị chúng ta sử dụng, cũng rất là đơn giản basic cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Cạp chun co giãn tốt và mã sẽ là B171. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, thì đây sẽ là một con quần với cái tông màu ghi sáng này. Bác nào yêu thích những cái tông sáng màu một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Renoma. Bên trên phần túi quần chúng ta có một cái tem mác của thương hiệu được gắn ở bên trên. Mã B172, chiều dài sẽ là chiều dài của mình sẽ là 55 này, bụng là 72-80, đùi là 30 và ống sẽ là 25cm. Các bác mặc quần size từ 26-30 thì chúng ta tự tin đặt hàng em này, mặc lên rất là vừa vặn thoải mái. Và với cái tông màu này thì các bác cũng yên tâm là mặc cực kỳ trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Cái phần cạp của mình đằng sau sẽ là cạp chun co giãn, đằng trước có cúc có khóa cẩn thận cho quý chị để chúng ta sử dụng. Mã B172. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con quần short với chất liệu vải kaki. Em này sẽ là một cái form tương đối ôm này. Bác nào muốn mặc cái form dáng gọn gàng thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã B173, chiều dài 53, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 21cm. Các bác mặc quần size 28 thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này, cực kỳ uy tín luôn. Và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu vải kaki với độ co giãn rất là
tốt như này, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm là mặc em này cực kỳ thoải mái, dễ chịu cho mình. Mã B173, các bạn có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ phong dáng của sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm với tông màu kem này, và đây sẽ là một con quần túi thun. Bác nào mà muốn mặc cái form nó hơi dài hơn một chút, chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái form quần này. Mã quần này sẽ là B174, chiều dài là 76 này, bụng là 76, đùi là 27 và ống sẽ là 20 cm. Em này sẽ dành cho bác nào mặc quần size 28 thì bác có thể là vừa vặn với cái sản phẩm này. Thiết kế túi hộp thiết kế cực kỳ đẹp và các cái chi tiết làm cũng rất là cẩn thận luôn, đầy đủ cúc khóa này. Cái phần túi nắp này thì nó sẽ có thêm miếng dán để các bác chúng ta đựng đồ mình không lo là bị rơi bị mất. Và phần cạp của mình cũng là thiết kế cạp chun, có một cái đai khóa bằng nhựa ở đây để các bác điều chỉnh phần cạp này cho nó thật là vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, và đặc biệt là với cái tông màu kem này thì các bác mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Kem này thì các bác có thể là mặc hàng ngày ở nhà cũng như là các bác mặc đi ra ngoài rất là lịch sự nhã nhặn. Mã B174, bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ trước đơn với nhà sản xuất. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế với cái tông màu ghi này. Nó lại gần một chút để quý chị chúng ta có thể là tự mình quan sát được toàn bộ cái tông màu cũng như là cận chất của sản phẩm này luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần chất liệu kaki rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã B175, chiều dài là 61, bụng là 78, đùi là 29 và ống là 23 cm. Các bác mặc quần size 29 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế suông trơn đơn giản để quý chị chúng ta dễ dàng chúng ta sử dụng. Các bác có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục với các cái màu sắc khác nhau, mình đều có thể sử dụng chung được với cái tông màu này. Và chất liệu em này sẽ là chất liệu vải kaki dày dặn, em này sẽ là không co giãn. Quý chị chúng ta mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình, mặc em này cực kỳ thoải mái dễ chịu luôn. Vì nhìn chung thì nó cũng là một cái sản phẩm rất là cơ bản basic thôi. Mã sẽ là B175 và mọi thông số thì nhà sản xuất sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi và các bạn có thể lựa ra những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu kem. Đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Macrigo này, đằng sau này chúng ta có một cái tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là B176, chiều dài là 58, bụng là 92-110, đùi là 37 và ống là 31 cm. Một sản phẩm dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 36-44 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái sản phẩm quần rất là cơ bản basic thôi, với các cái thiết kế túi chéo ở đằng trước này, đằng sau sẽ là các phần túi vuông cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Chất vải kaki dày dặn và em này cũng là một sản phẩm không co giãn. Với sản phẩm này cái form của nó rất là rộng rãi thoải mái, nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc em này trong mùa hè năm nay rất là thoải mái dễ chịu cho mình. Mã B176 này độ mới còn rất là cao, bác nào yêu thích và vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con quần với tông màu nâu bò. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần với cái phần cạp của mình là cạp chun co giãn tốt. Mã B177, chiều dài là 50, bụng là 66-84, đùi là 30 và ống là 24 cm, size từ 23-32 thì các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Đây là một thiết kế quần rất là cơ bản basic luôn, nhìn chung thì cũng không có quá nhiều các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm này. Một con quần với tông màu nâu, một con quần với tông màu nâu bò để quý chị chúng ta có thể sử dụng mình phối đồ với các trang phục khác nhau cũng rất là ok. Chất vải của mình sẽ là chất vải kaki mềm này, mặc lên thoải mái dễ chịu. Mã B177. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần với họa tiết kẹp sọc. Em này thì sẽ là một sản phẩm của mã B178, chiều dài là 44, bụng là 84, đùi là 30 và ống là 25 cm. Sản phẩm sẽ có size 32 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này sẽ là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo trong buổi live ngày hôm nay, để quý chị có thể thấy cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ sọc với tông màu xanh than. Với cái tông màu này các bạn yên tâm là mặc lên trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Em này các bạn có thể lựa chọn để mình mặc hàng ngày ở nhà. Mã sản phẩm sẽ là B178, chất liệu vải kaki mềm, mặc lên cũng rất là thoải mái dễ chịu. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là bốn con quần vải này, con này sẽ
là một cái tông màu trắng kem. Đây là một sản phẩm cũng rất là đơn giản, basic cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà, cũng như là mình mặc đi ngủ nó sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Mã B179, chiều dài là 49, bụng là 82-106, đùi là 34 và ống là 27cm. Sản phẩm sẽ dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 31-42. Quý chị có thể lựa chọn em này. Bên trên cái phần ống quần này chúng ta có một cái logo của thương hiệu được thêu rất là đẹp ở đây. Và cái sản phẩm của mình độ mới cũng còn rất là cao, nên là bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì, mã B179. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần kaki với tông màu kem. Em này thì sẽ có mã là B180, chiều dài là 49 này, bụng là 70-96, đùi là 33 và ống sẽ là 29cm. Các bác mặc quần size từ 25-37, quý chị có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Một thiết kế nhìn chung cũng rất là đơn giản, basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Với chất liệu vải kaki mềm, mặc lên thoải mái, dễ chịu. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này cũng cái thiết kế cao chun co giãn tốt, mặc rất là ok cho quý chị trong mùa hè năm nay. Mã B180. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một sản phẩm quần với cái tông màu hồng này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một chút thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Mã B181, chiều dài sẽ là 52, bụng là 72-90, đùi là 32 và ống là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 26-35 thì các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng rộng rãi thoải mái để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Và em này sẽ là một thiết kế của nhà Polo Club. Phía dưới đây thì sẽ là một cái phần logo và tên của thương hiệu được thêu cực kỳ đẹp luôn. Và cái chất liệu của mình cũng là chất liệu kaki. Chất liệu kaki rất là dày dặn và lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun co giãn tốt, đầy đủ cúc khóa, lạch làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ. Mã của sản phẩm sẽ là B181, độ mới cũng còn rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một thiết kế quần với tông màu ghi. Đây là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều, vì cái tông màu này phối đồ cực kỳ dễ luôn. Mã B182, chiều dài là 65, bụng là 88-92, đùi là 33 và ống là 27cm. Em này sẽ dành cho các bác mặc quần size 34-36 thì các bác có thể lựa chọn em này. Một thiết kế quần cũng rất là cơ bản basic này. Bác nào muốn mặc cái form mà nó dài hơn một chút, các bác có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái thiết kế thích hợp để quý chị chúng ta mặc hàng ngày ở nhà trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Em này sẽ có cho mình một cái túi gộp vuông ở bên trên ống quần, và túi sẽ là có nắp, có thêm cả miếng dán đầy đủ để quý chị chúng ta đựng đồ thì mình sẽ không lo là bị rơi bị mất. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải kaki, vải kaki mềm, mặc lên chuẩn chỉnh phong dáng mà cũng rất là thoải mái, dễ chịu cho quý chị. Cặp chun co giãn này và có thêm dây đai, một cái khóa nhựa như này để các bác chúng ta điều chỉnh phần cặp sao cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Mã B182, mọi thông số thì chị có thể là tham khảo ở cái bảng ở phía bên tay trái màn hình. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm với cái họa tiết cũng rất là lạ mắt, cho quý chị có thể là coi kỹ và coi cận cái họa tiết của sản phẩm này. Với mã sẽ là B183, chiều dài là 46 này, bụng sẽ là 74-88, đùi là 34 và ống sẽ là 29cm. Dành cho quý chị chúng ta mặc quần size 27-34 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Gramercy. Đằng sau này chúng ta có một cái tem mát của thương hiệu được gắn ở bên trên. Chất liệu vải mềm mịn và cũng rất là thoáng mát này, thấm hút mồ hôi rất là tốt để các bác chúng ta mặc trong thời tiết mùa hè năm nay. Với sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ngủ này. Mã B183. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Gramercy thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo trong buổi live hôm nay, một con quần đến từ thương hiệu Nike. Bên trên ống quần chúng ta có một cái logo của thương hiệu Nike ở trên. Mã B184, chiều dài của sản phẩm sẽ là 63, bụng là 80, đùi là 27 và ống là 21cm. Dành cho các bác nào chúng ta mặc quần size 30 thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Một thiết kế quần cũng rất là dễ mặc, dễ dùng để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu thì đảm bảo với quý chị là mình nhận hàng về mình rất là ưng ý cái chất liệu này luôn. Mặc lên thoáng mát, dễ chịu, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và với cái tông màu này cũng là cái tông màu rất là trẻ trung năng động và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta sử dụng. Em này thì yên tâm là phối đồ rất là dễ luôn. Mã của mình sẽ là B184, sản phẩm chính hãng của nhà Nike. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một con quần túi hộp với tông màu đen này. Bác nào yêu thích cái form quần gối thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mã B185,
Chiều dài sẽ là 72, bụng là 76 đến 82, đùi là 28 và ống là 19 cm, size từ 28 đến 31. Các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Ở mặt đằng sau thì sẽ là cạp chun có giãn này, đằng trước có cúc có khóa rất là cẩn thận, và còn có thêm một cái dây đai ở đây cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp sao cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Hai bên có túi hộp vuông rộng rãi, có nắp có cúc cẩn thận để cho quý chị chúng ta đựng đồ mình không lo bị rơi bị mất. Và với tông màu đen thì quý chị cũng yên tâm là mình phối đồ cực kỳ dễ luôn. Cái tông màu đen là một cái tông màu cơ bản rồi, nên là bác nào chúng ta yêu thích và vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta liên hệ trước đơn ngay với nhà sản xuất gì. Mã của sản phẩm sẽ là B185. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sản xuất gì xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sản xuất gì bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản xuất gì ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.